Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm cái khẩu 44 Red Dragon. 44 là tên trong hemline ấy. Trong xếp này nó là một cái tên tiếng Anh nó rất là khó đọc. Đây là chúng ta cứ dân dã mà triển thôi. Thì kèm tới đó là em xẻng VIP. Mình đi mang cái xẻng Red Dragon đi cơ. Nhưng mà thôi, xẻng VIP nó cũng có. Thỉnh thoảng mình còn đổi món được. Nên cứ thế mà xóa thôi. Úi giời, chưa gì bạn đã chạy từ đằng sau rồi. Bất ngờ quá. Rồi, té thôi. Ô tơ không đuổi mình à? Kiều thế. Người ta cho ăn kẹo đồng cũng thích thì thôi cơ. Úi giời ơi, vâng. Hết cả hồn định mệnh nào nữa. Nghe tiếng bước chân đằng sau quay lại ngay. Vào đây. Vào đây, 3 kill. Phê. Vâng, đó cứ phải như thế. Ôi, cái gì vậy? Ô lá đạn như thế là mất giáp kìa. Thằng Tư đang ở ngoài nó nhìn mình bằng một cái ánh mắt nó rất là dâm dê và đê tiện. Đầy tính chất bệnh hoạn đấy. Mày ăn cho ăn đi. Ngon. Biết ngay mà. Quẩy lên. Này nhấp nháy. Bạn ra đây hộ mình cái nào. Hộ cái. Vào đây. Mày vào đây. Vào đây. Này nó nhớ kinh ấy nhỉ. Này thì nhớ này. Tiểu nhị. Đổi món. Vừa nãy là xẻng Red thì bây giờ mình cho ăn xẻng con bít. Cá đuối hấp xả. Làm chả vẫn ngon. À, lên đây. 1v9 thôi, thế không có thằng hero đó hỗ trợ mình à? Ui, mày thế không ăn độc của nó kìa. Đấy, phải dìa máu tơ đã, trận này là không thể chạy cối được. Cho nó chết dần trên mòn đi đã. Định mệnh cái chân bé thế, chân như diễn viên múa ba lê ấy. Ôi trời, thằng có cánh. Trời ơi, quên mất là có nó nữa. Mình biến hero thì nó mới hóa thành có cánh mọc sừng được. Mình chưa biến, tất nào không có, hổ bao quá. Ở đây lao xuống là dân chơi thì bây giờ hổ báo là giờ hay chết sớm lắm. Các bạn thấy cái trường hợp nãy của mình đấy. Dân chơi không sợ mưa rơi, nhưng mà mưa rơi to quá thì dân chơi vỡ đầu đấy. Rồi, trận ôi trời quên mãi chém gió, phòng này ít người ấy nhỉ. Trận này có 2 zombie rồi. Ôi, mày ấy, mình làm tơ rồi quẩy hết. Đó, anh em vào nhanh nào. Lốt trận này mong là đông đông người tí. Mình làm tơ nhanh lắm. Nhanh lắm bạn bắn cả đời. Cái này như là nó chống choáng tơ đâu có tơ anh em ạ. Bày bắn nó lao lên cứ mầm mầm ấy. Như trâu hung mã ấy. Ui giời, hộ cái đấy. Nhấp nháy giết hộ cái rồi. Bây giờ ở đây mình hồi sinh ngay chỗ này thì anh em chuẩn bị nhá. Này, bom đấy. Này, quay hết vào nhau nó bắn rồi. Biết ngay mà. Nên có đứa nào để ý đâu. Bây giờ là phải dùng cái đầu. Đó. Ui giời. Mày này. Ui giời, toàn mì tôm kìa. Vâng, mì tôm lại lên bảng đếm số. Nữa đây, ông sẽ qua đây không dính bom à? Số bạn là số hưởng đấy. Ông bà phù hộ đấy. Ui. Cái thằng mày đứng ở trên đây ăn kêu chùa. Này ui, đánh nhá, may rồi nó phát đấy là phát đấy mình lại chém sượt. Chạy đi đâu? Đi đâu có sâu một cái. Úi giời, nhẹ nhàng lắm. Thân hình mảnh mai lắm cơ. Ok, chiến tiếp thôi. Vì một số lý do kỹ thuật này là mình phải ra vòng khác mình chia tiếp. Lý do kỹ thuật là nó giảm nó tránh. Chứ anh em biết thừa là cái gì rồi đấy. Phòng này zombie 8, 90. Hiếp hồn có cho sồm luôn. Chơi full người này mới thích được. Mình chết thì cũng được. Nhưng mà đừng phải bắt đi đập 1-2 con zoom. Đáng lắm, thanh niên làm nhọ đây. Úi trời ơi, trước mặt mình luôn. Vâng, cái cảm giác mà cái thằng trước mặt mình nó biến zoom thốn lắm. Này, ăn ai đấy. Khẩu này cứ zoom nó chạy thẳng, bắn mới sướng được. Hàng về. Úi giời nhấp nháy. Nhìn mình cầm cái xẻng chạy ngay được. Ba cũng lạ thật đi. Chả có tinh thần chiến đấu cái gì. Úi giời, thằng Liên tỉnh thế. Vào lỗ sơi ngay một đứa của mình. Mình lùa đi tận đây rồi. Rồi, hay đấy, không nào để ý mình là tươi đấy. Úi giời, vãi mạnh vậy. Cái khẩu súng này bắn là chích ấy. Mình sao mình bắn táp một hay. Mất giáp. Khi sư bố của thằng tay dài, mày lên đây. À, xuống đây. Người ta đã giữ ở dưới rồi vẫn lao xuống được. Đúng là coi trời bằng vung, coi đất bằng muôi, không coi ai ra cái gì hết. Rồi bạn lại định lên đây nữa à? Rồi lại sang đây bạn ơi. Ơi sao lại sang đây? Vâng, người ta bảo là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đây mình còn giặt quần áo trên một dòng sông nữa cơ. Ôi gặp ăn bom nó sẽ sao bom? Lại không lỗ được cái cày chứ. Cái thằng nào mà nó xã giao kinh vậy. Nó chưa gì còn có 2.500 máu này thì đánh đấm cái gì. Ui giời ơi.
Em cũng a à, các bác đấy, ca ca ca. Còn nó chat nên nó cười đều mình đấy, mà thôi không biết làm gì. Bây giờ cay cú thì chỉ biết là luốt nước mắt vào bên trong thôi chứ biết làm sao được. Cay thật đấy. Không có tí, ủa sao trên này đông thế. Anh em lại đi ăn dỗ hay ăn cưới thế nào đây? Hôm nay ăn dỗ đầu của mình à? Đông thế, xếp hàng ở trên đây nữa. Và một đứa ở giữa thì biến giờ nó chỉ cần nó hóa zoom một cái thôi là cả đàn cả lũ mất hết tình anh em luôn. Rồi. Úi nó lại không xuống chứ. Mày eo ơi kìa, thôi khiếp, bắn lục như thế rồi vẫn lao đi là mầm lên mà phát đấy nó còn trúng đầu nữa chứ, sợ thế. Khóc vì yêu, chắc thằng này nó thất tình buồn quá, hoa điên rồi, hoa sổ hoa dại, nó chém khiếp hồn. Thôi đây thôi. Ăn vừa chứ sao người ta ăn với, xin bắt tiền nó hóa chạy nhanh cái nào. Ăn hết phần mà người khác bắt tiền hạ chết đói à. Mày đứng lại, bạn ơi cho mình chém một cái thôi. Đáng thế, nó sơi hết của mình được. Chịu luôn đấy. Mất hết công người ta toàn đi lùa cho nó sơi thôi. Úi trời ơi. Một cái pha chết là Santo. Bạn ấy chả mông lên trời luôn. Quá đẹp. Chết vào đây là có nghệ thuật đấy. Rồi. Nói thanh niên rơi là chết rồi. Rơi là chết rồi, biết ngay mà. Khiếp, thật sự luôn. Nên là bây giờ mình đã hiểu cái cảm giác của anh em khi là 90 zombie 10 rồi. Bọn này nó khát máu quá cơ. Nó khát đến cái mức mà nó chém chiến binh như uống sinh tố ấy. Kinh hồn. Rồi bây giờ trận này chơi quán đi. Thỉnh thoảng đú tí chứ chém xẻng nhiều nó cũng chán. Quán này chỉ là quán thường thôi. Mày thế, hai đứa nhìn nhau không thể nào hóa. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Tình tình. Ô, ok à. Ok à. Sao lại trên vào đây lại ảo vậy? Là thật đấy, đằng này chả con nào. Đằng kia nó cứ lên nó chém thôi. Các bạn ơi, cũng cứ đứng im để nó chém thôi, lạ thật đấy. Như là mình thích thì mình chết thôi. Bạn thích thì bạn chết đi. Rồi lên đây thôi, quan sát tình hình cho nó sướng. Ồ, hồi máu à. Vào đây. À, quay lại luôn à. Mày quay lại luôn đấy bố nào mà. Mất cái giáp đổi đồng mặt một con nó cầm cái bổ cào rồi. Cũng có lãi rồi. Đấy là người ta gọi là gửi tiết kiệm là có lãi rồi đấy. Y tá. Bạn cứ thỏi cái mặt bạn lên là thỉnh thoảng là bạn cũng chết đi thôi. Vào đây. Úi dồi ôi, cái gì đấy. Đúng rồi, cứ chết âm sàng đi. Không ai bắt bạn sống dậy đâu. Chết đi cho đời nó thanh thản bạn ạ. Rồi hay quá, con kia vẫn xuống đuổi mình được. Hero đấy, không phải dạng vừa đâu. Bây giờ làm sao một cái anh em biến luôn cho nó lành. Không chảy cối được. Thằng tí chớp bạn hai bàn tay trắng nó đòi đuổi mình chứ. Bạn có solo được với một băng của khẩu lục đấy không? Yếu máu lắm rồi. Làm sao mà ăn được. Ê, hai con xanh nó vẫn chưa chết. Sao cuộc đời mình nó cứ dính với hai con cám lợn này nhỉ. Nhỏ lắm rồi đấy. Ơ, cái gì vậy, đạn vừa đầy xong mà. Vậy à, thay đạn mình không cho thay. Đổi vũ khí phát hết nguồn đạn. Vì rượu. Rồi hay đấy. Bắn. Chém ba con dồn thường như chém chuối. Còn lại lên nó còn gạt cho một cái chết luôn. Bây giờ mình cảm thấy mình thật là nhỏ bé giữa cái mình chỉ là một hạt cát giữa cái sa mạc này thôi. Sợ quá. Chứ mình chưa win được phát nào. Đúng rồi đấy. Chơi như này, bọn nó chơi cục xúc như này thì win vào mặt. Nói chung là chúng ta cũng chỉ cầu nguyện thôi. Hy vọng một phép lạ nào đó sẽ xảy ra. Nha. Ôi giời. Gà một phát biến tia chớp luôn. Ôi cái gì đây. Vãi nghe tiếng súng kìa. Bọn này sao nó rúi sát thế nhỉ. Có ai không giật ông đấy. Úi giời ơi, mày chết với tao. Ôi, bọn này rúi sát lắm, không ăn thua được. Nhìn hai máu. Bây giờ hồi máu tối này ra lắm. Chết luôn. Nhảy. Mày nhảy. Chết, không phải giết là một đứa. Không phải có cái gì lưu truyền hậu thế. Ôi giời ơi, lại cân tim rồi. Nãy giờ khéo mình toàn chém ấy chứ. Chém được mấy đứa đấy.
Lại có cả vua bóng bóng tối thế này nữa. Ui giời ơi, bạn ngồi lù lù một đống bạn y ở đấy thì bọn này làm sao nó nhìn thấy cái gì? Con đen xì rồi. Ui giời ơi, bắn vào mặt. À, chạy đi. Có thằng nó lẫng tay trên của mình kìa. Một giây nữa thôi là mình cua được cả mã trên bàn thờ đấy. À, trên đây vẫn có đông lắm. Đông lắm, đông lắm. Ai hóa biến luôn. Solo một phát. À, hai hero. Còn đấy, vừa ho một cái thôi bị cay hết hàng luôn. Mình cứ dừng clip ở đây thôi nhá.